Review bất động sản so giá của Mỹ với Việt Nam. Như cái căn nhà này nè, 2.800 square feet, khoảng 500 ngàn đô. Như cái căn bên kế bên này nhích lên mười mấy ngàn thì 500 mấy. Căn kế bên nữa cũng nhiều hơn nữa, 540 mấy ngàn. Diện tích đất thì tương đương. Như cái căn nhà này á, là hai mặt tiền đường. Nhưng cái khái niệm mặt tiền mà nhà khu dân cư ở đây á, là không có kinh doanh cái gì hết, chỉ để ở thôi. Theo Nguyễn Duy thấy thì hai hình thái bất động sản của hai bên đó nó hoàn toàn khập khiễng mọi tiêu chí để mình đem ra so sánh từng cái yếu tố. Chỉ còn cái cách là bây giờ quay về Việt Nam để quay bất động sản Việt Nam. Nhà Mỹ á, là chỉ để ở thôi, còn đi ra ngoài làm biêu bổng mỗi tháng nó về. Còn nhà Việt Nam nó có cái đặc biệt là vừa ở vừa kinh doanh, tức là mình sẽ sở hữu một sinh kế ổn định tài chính lâu dài cho gia đình về sau luôn rồi. Ví dụ là cái căn nhà đỏ vàng này đi, một cái bất động sản dòng tiền đang cho thuê, có tiền luôn, khỏi cần làm gì hết. Vậy thì cái căn nhà này có cái gì mà nội công cao cường dữ vậy? Đơn giản, đường D1, đường DA8, ngay góc ngã tư, khu quy hoạch đồng bộ, đường nhựa cực lớn, dân cư đông khủng khiếp, phố thị sầm uất, sát bên khu công nghiệp, rất gần Enron Bình Dương. Xung quanh đây ngõ nào, nhà nào cũng kinh doanh, cũng ra dòng tiền hết. Mà cái bất động sản này là giá trị trong cái hàng giá trị. Nhà phố mặt tiền đôi, hai căn hai sổ, ngang năm, tổng cộng là ngang 10, dài vô 20, đang kinh doanh văn phòng công ty. Nhà cực kỳ rộng, cái sảnh lễ tân tiếp đón thôi là rộng nên có hoàn công chỉnh chu. Cấu trúc là một trệt ba lầu, bây giờ ở lầu 1 nè, bước vô thấy một cái sảnh lớn, văn phòng làm việc cho nhân viên đông, ngồi rất nhiều người. Có bàn bia cho nội bộ nhân viên chơi thì biết là không gian bên trong rộng rãi dư tới cỡ nào rồi. Trệt và lầu 1 hiện đang kinh doanh, tầng 2 ở trên là để cho gia đình ở. Dĩ nhiên tủ lạnh side by side, bếp rộng lớn đầy đủ chức năng, có đủ các phòng ngủ. Sân thượng dưới còn có thêm sân thượng trên nữa. Bước ra đây ngay góc ngã tư này, nhìn đi, phố thị sầm uất, dòng người xe cộ. Ở đây là khu dân cư Việt Xin, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, thành phố liên tiếp, nối tiếp với nhau qua Dĩ An, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Tân Nguyên, tùm lum hết. Bình Dương không phải đơn giản là dân cư đông, thu nhập đầu người cao. Cái này ha, báo chí đã thống kê hết rồi. Cái này là vừa ở, vừa tự nhiên nó ra tiền thôi. Mình muốn kinh doanh cũng được, còn không thì chủ sẽ sẵn sàng thuê lại tiếp tục 50 triệu một tháng nếu mà mình mua chưa sử dụng. Ngay phía sau nhà mình nè, siêu thị Enmon, tòa nhà chung cư căn hộ, khu công nghiệp V-Ship 1, rộng lớn thênh thang, nhà xưởng công ty xí nghiệp sản xuất đùng 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 đùng. Gia đình ba thế hệ, ông bà, bố mẹ và các con, nếu mà sở hữu một cái căn nhà ngang 10, dài 20, hoàn công một trệt ba lầu, hơn 700 mét vuông sàn, với tầm giá 18 tỷ 800 triệu nếu hợp lý rồi, thì cứ gọi ngay cho anh Thời 0988 102 036. Nguyễn Duy review bất động sản như vậy là không có ăn tiền cò môi giới, phần trăm hoa hồng cái gì hết á, được thù lao trong quay phim rồi. 0903 644 679, số điện thoại của Nguyễn Duy. Nếu anh chị có bất động sản cần review hoặc là muốn được đào tạo hướng dẫn xây kênh video ngắn mạng xã hội thì gọi Nguyễn Duy bằng sau đó. Em chuyên đứng đằng sau thành công của người khác, đam mê nên em quyết góp mặt với đời để phục vụ cho anh em giải trí, đem nụ cười anh em vừa ý, rồi sắm tiền comment khen một tí để em nó có thêm buồn đồng viên. Nguyễn Duy.